Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người nào nương vào thế tục, tạo tác nhân quả để phân biệt phần vị khác nhau, không nương vào thắng nghĩa, thì tất cả phàm phu cũng có thể đạt được quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ-Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật hay không? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, kẻ phàm phu có hiểu được lý của hai đế, thế tục và thắng nghĩa không? Nếu hiểu lý của hai đế ấy một cách đúng đắn, thì người ấy cũng có thể đạt được quả dự lưu vân vân, nhưng tất cả kẻ phàm phu vì không hiểu biết được lý của hai đế, thế tục và thắng nghĩa một cách đúng đắn, nên không thể đạt được thánh đạo và tu thánh đạo, không thể lập ra thánh quả khác nhau, chỉ có hàng thánh giả mới có thể hiểu thế tục và thắng nghĩa một cách đúng đắn nên mới đạt được thánh đạo và tu thánh đạo, vì vậy lập ra thánh quả khác nhau. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người tu thánh đạo có chắc chắn đạt được thánh đạo không? Phật dạy, không đạt được. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người không tu thánh đạo có đạt được thánh đạo không? Phật dạy, không đạt được. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy không có ai đạt được thánh quả sao? Phật dạy, thiện hiện, người nào tuy nương vào thế tục có đạt thánh quả, nhưng chẳng phải thắng nghĩa. Nếu nương thắng nghĩa không tu thánh đạo có thể đạt thánh quả, cũng chẳng phải không tu thánh đạo có thể đạt thánh quả, chẳng rời thánh đạo có thể đạt thánh quả, cũng chẳng trụ trong thánh đạo có thể đạt thánh quả. Vì sao? Vì nương theo đạo và quả của thắng nghĩa đế, tu hay không tu đều bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy vì hữu tình lập ra các thánh quả khác nhau, nhưng ở trong hữu vi vô vi không phân biệt thánh quả đó như thế nào? Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát ở trong cảnh giới hữu vi vô vi ấy không thể phân biệt các thánh quả, thì tại sao Thế Tôn thuyết có đoạn trừ ba kiết sử đạt được quả dự lưu, gọt bớt dục, tham và sân, đạt quả nhất lai, đoạn tận năm hạ phần kiết, đạt